Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật cùng với đài truyền IBC TV từ miền Nam tới bang California bằng tần 57.19, ở tại miền Bắc California bằng tần 16.12, mở rộng thêm ở tại Houston, Texas qua bằng tần 27.7. Đài truyền IBC TV phủ sóng tần 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada qua hệ thống Galaxy 19 cập nhật 24/24 qua trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay xứ nguồn miền Tuyết Nha và Minh Đăng cùng với ban tin tức xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Quân đội Israel cho biết lực lượng đã bắt giữ thi thể của 3 con tin từ Gaza. Canada chuẩn bị ứng phó với cháy rừng gần với thành phố cát dầu Fort McMurray. Cảnh báo đỏ ở các khu vực biên giới Đức với Pháp do mưa lớn gây lũ lụt. Thành phố New York cho biết không có thương tích trong vụ bắt giữ tại Colombia, trong khi học sinh thì lại nói khác. Các quan chức Houston yêu cầu kiên nhẫn khi khu vực phục hồi sau cơn bão dữ dội. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới qua phần trình bày của xứ ngôn viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, quân đội Israel cho biết lực lượng này đã bắt giữ thi thể của 3 con tin từ Gaza. Trong đêm ngày thứ Năm, lực lượng Israel đã giải cứu thi thể của 3 con tin khỏi dải Gaza, người mà phát ngôn viên quân đội trưởng Daniel Hagari cho biết trong ngày thứ Sáu, ngày 17 tháng 5. Ông Hagari xác định 3 người này là Shani Luke, Amit Bukila và Yishat Galaterer, những người mà ông nói đã bị Hamas sát hại khi trốn thoát khỏi lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, và thi thể của họ được đưa về Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ca ngợi hoạt động quân sự vào ngày thứ Sáu và nhắc lại cam kết trao trả tất cả con tin. Theo số liệu thống kê của Israel, Hamas đã dẫn đầu một cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ và cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 của năm ngoái, khiến cho 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt giữ làm con tin. Khoảng 130 con tin vẫn còn bị giữ lại ở Gaza. Theo cơ quan y tế của dải Gaza, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển vào lãnh thổ Palestine, bị phong tỏa, giết chết hơn 35.000 người Palestine. Sang tới Canada, thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan tới việc nước này chuẩn bị ứng phó với cháy rừng gần với thành phố Fort McMurray. Trong cuộc chiến chống lại những đám hỏa hoạn cháy rừng diễn ra gần với Fort McMurray, Alberta, lính cứu hỏa sử dụng chiến lược trên không vì chiến thuật trên mặt đất tỏ ra không hiệu quả nhiều. Viên chức địa phương cho biết mưa qua đêm cũng có giúp lực lượng cứu hỏa ngăn chặn đám cháy rừng lớn gần thành phố Fort McMurray, Alberta của Canada vào thời điểm ẩm ướt vào thứ Năm, hỗ trợ thêm cho nỗ lực ngăn chặn. Viên chức của khu đô thị Good Buffalo bao gồm Fort McMurray cho biết trong một cuộc họp, khu vực này đã có mưa trong vài giờ suốt đêm và dự báo trong vài ngày tới có nhiều mưa hơn nữa. Ngọn lửa cách bãi rác ở ngoài ô phía nam thành phố khoảng 5.5 cây số, nơi mà đội cứu hỏa xây dựng đường ngăn chặn. Đây chỉ là một vụ cháy trong số 44 vụ cháy rừng bùng phát ở Alberta được xem là ngoài tầm kiểm soát, và St. Walsh đã cảnh báo người dân không nên chủ quan vì trời mưa, đồng thời cần phải nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn ngọn lửa. Fort McMurray là trung tâm sản xuất phần lớn dầu mỏ tại Canada. Một trận cháy rừng lớn năm 2016 buộc 90.000 người dân di tản, đốt cháy 2.400 tòa nhà, khiến cho những sản xuất hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị ảnh hưởng. Israel tăng cường tấn công nhằm vào Hamas đang tập hợp ở lại thành phố ở phía bắc của dải Gaza, tên từ Trung Đông. Cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra dữ dội ở thành phố Jabalia ở phía bắc của Gaza, nơi lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tăng cường tấn công nhằm vào lực lượng Hamas đã tập hợp lại, khiến cho dân thường phải di tản trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đang diễn ra. Theo Martin Lowy, phóng viên của mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc, tình hình vẫn rất bất ổn, được đánh dấu bằng các trận chiến ác liệt trên đường phố, các cuộc không kích và pháo binh của Israel đang diễn ra mà chưa có dấu hiệu kết thúc ngay lập tức, cùng với các cuộc đụng độ dữ dội từ thành phố Sarot của Israel nằm gần với biên giới Gaza. Ở tại phía xa thành phố Jabalia, giao tranh trực diện đang diễn ra trên các con đường phố.
Các cuộc không kích và pháo binh của Israel vẫn tiếp tục, xe tăng đang tiến về khu vực trung tâm. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố họ có toàn quyền kiểm soát hoạt động ở phía bắc Gaza vào tháng 1. Nhưng khi quân đội rời đi, IDF cho biết Hamas đã tập hợp quay trở lại. Cảnh báo đỏ tại những khu vực biên giới Đức với Pháp vì mưa lớn gây lũ lụt. Những trận mưa lớn đã dẫn tới lũ lụt và mực nước dâng cao ở nhiều khu vực ở Đức gần biên giới Pháp và chính quyền cảnh báo sẽ có thêm mưa xảy ra. Tại Saarland bị ảnh hưởng của Đức, một quận thuộc đô thị Kreisel gần với thủ phủ của bang Saarbrücken đã được đặt trong tình trạng cảnh báo thiên tai khi những khu vườn và hầm rượu bị ngập. Tính cho tới 3 giờ 40 phút chiều, 19 cảnh báo thời tiết được áp dụng đối với những khu vực ở mức cảnh báo màu tím và màu đỏ là những mức cảnh báo lũ lụt cao nhất. Cơ quan thời tiết Đức đã đưa ra cảnh báo khắc nghiệt ở cấp thứ 3 và thứ 4 ở nhiều nơi Saarland vì lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài. Bộ môi trường Saarland đã cảnh báo mực nước cao như vậy có thể gây ra lũ lớn. Tiếp nối là những bản tin về tình hình cập nhật khi dù nắng hay mưa, những người hâm mộ vẫn tiếp tục xếp hàng giờ ở tại Cannes để xem các ngôi sao của họ. Khi các diễn viên và các nhà làm phim tạo dáng trước giới truyền thông toàn cầu trên các bậc thềm của thảm đỏ tại Palais des Festivals của Cannes, một đám đông các nhà báo, công nhân và những người hâm mộ điện ảnh cuồng nhiệt đã tập trung bên ngoài của tấm thảm. Ở đó, họ chờ đợi hàng giờ trong mỗi ngày với hy vọng xin được chữ ký, chụp ảnh và cùng với những người nổi tiếng mà họ yêu thích. Beatrice Rovescalli, 23 tuổi, đến từ Grimmy của nước Ý, đã bắt đầu cuộc hành trình dài 400 km đến thành phố Cannes nhộn nhịp này. Nhiệm vụ của cô là rất rõ ràng, nhìn thoáng qua những thần tượng màn bạc của cô như là Adam Driver, Natalie Emmanuel, Shia Belov và đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola tại buổi lễ ra mắt thế giới Megalopolis. Cô đã dũng cảm chờ đợi 6 giờ đồng hồ dưới bầu trời không mây mà không có hứa hẹn thành công, hy vọng giành được một vị trí đắc địa dọc theo vỉa hè, bị ép giữa các rào chắn bậc thang của các nhiếp ảnh gia và những người săn chữ ký đồng nghiệp. Người hâm mộ điện ảnh Mathieu Mascaro sống ở tại Bonneville là một thị trấn nhỏ giáp với Pháp và Thụy Sĩ, đồng thời mơ ước được làm việc trong ngành điện ảnh, đã đạt được thành công từ khu vực người hâm mộ vào tối ngày hôm trước khi chụp ảnh selfie với Eva Green, Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Minh Đăng và Tuyết Nha sẽ tiếp tục quay trở lại để tường trình đến quý khán giả những bản tin chi tiết liên quan tới phần tin Hoa Kỳ. Rất mong quý vị đón xem.